Cái thông tin mà bạn nêu thì bạn là đã được chẩn đoán tương đối là đầy đủ một cái ung thư vú T2N2M0 và cái phân nhóm là triple negative, tức là cái thể tam âm. Thì với trường hợp của bạn thì chúng tôi thấy là cũng có một số các yếu tố mà trong chuyên môn chúng tôi gọi là cái yếu tố tiên lượng không thuận lợi. Đó là cái giai đoạn cũng không còn sớm, cụ thể là cái hạch N2. Thế và cái phân nhóm phân tử là cái thể tam âm, thì đây là những cái yếu tố không thuận lợi. Đấy. Tuy nhiên chúng ta cũng có nhiều những các cái yếu tố để mà chúng ta khắc phục các cái yếu tố không thuận lợi đó. Thì cụ thể là với các cái phác đồ hiện nay thì chúng ta có thể là có nhiều các cái thuốc tốt, các cái thuốc đặc hiệu để có thể áp dụng cho bạn. Thế và đặc biệt là chúng ta áp dụng các cái thuốc, các cái phác đồ đó trong cái liệu pháp điều trị tân bổ trợ, tức là chúng ta sẽ điều trị hóa chất trước cho bạn. Thì với trường hợp của bạn thì chúng ta vẫn phẫu thuật được, thế nhưng mà chúng ta sẽ lựa chọn cái thời điểm phẫu thuật tối ưu. Đấy, thì cái thời điểm phẫu thuật tối ưu đó là chúng ta sẽ lựa chọn là sau khi mà chúng ta điều trị hóa chất tân bổ trợ. Đấy, thì đấy là cái mà phẫu thuật chúng tôi sẽ tiến hành cho bạn sau khi kết thúc cái liệu trình hóa chất tân bổ trợ khoảng 4 cho đến 5 tháng. Về cái băn khoăn của bạn là cái rủi ro có tái phát hay không thì chúng tôi cũng xin trả lời như sau. Thì một trong những cái đặc tính mà cố hữu và đặc tính nguy hiểm nhất của bệnh ung thư là cái khả năng tái phát. Thì dù có giai đoạn sớm hay giai đoạn muộn thì cái khả năng đấy nó vẫn tồn tại. Tất nhiên với các cái trường hợp mà giai đoạn sớm thì cái khả năng tái phát nó sẽ ít hơn là những cái trường hợp ở giai đoạn muộn. Đấy. Thì như chúng tôi đã phân tích ở bên trên thì trường hợp của bạn thì có nhiều các cái yếu tố không thuận lợi, tức là thể tam âm và hạch N2. Thì điều đó cũng có nghĩa là cái rủi ro tái phát của bạn cũng thuộc ở nhóm cao. Đấy, thì đấy là cái mà chúng ta có thể khẳng định. Đấy, thế còn điều mà chúng ta có thể làm để mà làm giảm cái khả năng tái phát đó thì chúng tôi xác định là chúng ta sẽ phải tập trung cao độ và sử dụng thật tốt, thật chuẩn chỉ các cái liệu pháp tốt nhất hiện nay để mà có thể kiểm soát cái bệnh cho bạn thật tốt, thì nó sẽ góp phần làm giảm thiểu cái nguy cơ tái phát. Thì cái phác đồ ở đây thì chi tiết cụ thể thì các bác sĩ điều trị sẽ phải cân nhắc rất kỹ và trao đổi với bạn. Thế nhưng mà về cơ bản thì chúng ta cũng có thể có ba cái bước như thế này. Thứ nhất là chúng ta điều trị hóa chất tân bổ trợ để cho cái bệnh nó thoái lui một cách đáng kể. Đấy, và thoái lui hoàn toàn được trên lâm sàng cũng như là trên xét nghiệm giải phẫu bệnh thì càng tốt. Thế sau đó thì chúng ta sẽ phẫu thuật. Thì cái công việc phẫu thuật của các bác sĩ ngoại khoa chúng tôi sẽ tiến hành làm sao mổ thật là triệt để cho bạn. Thế và cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ đánh giá kỹ cái bệnh phẩm mổ ra để xem là cái khối u đó, cái hạch đó nó đáp ứng với cái liệu pháp tân bổ trợ như thế nào để mà chúng ta có thể xem xét cái việc nó có cần phải điều trị toàn thân tiếp hay không. Thế và tiếp sau đó thì chúng ta còn một cái liệu pháp nữa là chúng ta xạ trị vào cái diện khối u và cái diện hạch vùng. Thì đấy là những cái phác đồ mạnh, phác đồ tiên tiến và những cái phác đồ cập nhật nhất trên thế giới và hiện nay cũng sẵn có tại bệnh viện ca. Thì đấy là những cái vấn đề sơ bộ chúng tôi có thể tư vấn được cho bạn và cũng hy vọng là bạn có thể nhanh chóng bắt tay vào điều trị và được tiếp nhận những cái điều trị tốt nhất.